Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm mì siêu cay các bạn nhé. Và cũng như quay video cho các bạn xem luôn nhé. Mời các bạn theo chân mình nhé. Và đây là nguyên liệu nhé các bạn. Còn đây là nguyên liệu chính các bạn nhé. Mì siêu cay các bạn nhé. Không biết nó có cay như lời đồn không các bạn nhé. Mà tí nữa là sẽ biết các bạn nhé. Đây các bạn, mình kiếm nấm kia mà không có các bạn, mình mua tẩm nấm này các bạn nhé. Đấy, nấm kia nhìn nó hấp dẫn hơn, nó bự hơn, nhưng mà kiếm không ra các bạn, hình như là hết hay sao á. Nên là mình mua cái nấm này luôn. Giờ mình sẽ bỏ gói mì các bạn nhé. Mình sẽ để khoảng 4 phút là ăn được các bạn nhé. Hello, chào tất cả mọi người nhé. Lại là mình đây. Hôm nay mình đã làm xong mì siêu cay các bạn nhé. Đấy, đây là mì siêu cay mà không biết có cay thật không nữa. Nghe nói là gói mì này rất là cay các bạn nha, nhưng mà bây giờ hôm nay mình sẽ thử nó và có cay thật không các bạn nha. Đấy, nhìn rất là hấp dẫn lắm các bạn ơi. Đấy, nhìn trông rất là ngon các bạn. Đấy, mình cái này ăn chung đậu đũa các bạn nhé, với lại thêm vài cái mướp đắng các bạn. Đấy, mướp đắng các bạn nha. Hôm nay mình sẽ nếm thử cái mùi vị nó sao các bạn nhé. Đây xúc xích các bạn, lại trứng gà. Đấy, còn dưới này nữa là nấm các bạn nhé. Này nấm, nấm. Đấy, thêm vài cái trái ớt nữa các bạn. Wow, giờ mình thử nấm trước các bạn nha. Đây, mấy các bạn ăn nha. Cay quá các bạn ơi, cay thiệt á, mà ăn có chút xíu mà thấy cay rồi đó. Giờ mình ăn thêm miếng này các bạn nhé, miếng xúc xích các bạn nhé. Wow, ngon. Đây bạn, mình sẽ thử cái này các bạn nha. Quá các bạn ơi. Ngon quá các bạn ơi, rất là ngon, siêu cay các bạn nha. Ui à, thử miếng nước các bạn. Ngon. Đây mọi người, nhìn nước nó rất là đậm, đen các bạn nha, đỏ đủ thứ hết.
đấy, rất là cay luôn các bạn nha, cay lắm luôn á. Đấy, bây giờ mình sẽ ăn nốt luôn các bạn nha. Nhìn sợi đây này, rất là ngon, to bự quá mà. Đấy, quá người ơi. Nước nó rất là đen luôn các bạn, cay lắm. Ngon quá mọi người ơi.
cá đây bạn. Ăn gặp hấp. Đây các bạn, mình ăn gần hết rồi các bạn ơi, còn nước không ạ? Rất là cay luôn các bạn đấy. Đây các bạn, rất là cay luôn các bạn nha, rất là ngon các bạn nha. Nước nó đỏ nè, còn nước không các bạn nha. Nó đỏ lắm đấy, đây các bạn, cực kỳ ngon luôn các bạn nhé, cực kỳ ngon luôn. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây các bạn nhé. Rất mong được các bạn ủng hộ mình để lần sau mình có động lực ra video tiếp theo các bạn nhé. Hôm nay mình chỉ có quay như vậy thôi các bạn nhé. Mong là các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là ấn nút like và chia sẻ đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.